Tiếp tục nha mọi người. Thì mình vừa lấy tay lưới ra cho cha mình nha. Hy vọng kỳ này hốt chọn ổ. Nãy giờ vớt được mấy con cha? Nãy giờ lấy vợt không vớt 10 con. Hình như con cá hanh hay gì kìa. Chúng ta cùng nhau quan sát tiếp nha. Vậy là mấy con cá bự còn hả? Đó, đó. Ô, con nó bự quá hả? Rồi giục ra ngoài mí lưới rồi. Chắc con rồi đó. Ôi. Quá khứ rồi. Ui ui ui. Ôi dính con biết bự luôn kìa. Kéo lên mé luôn đi cha. Mé này được không? Kéo rồi đẳng cái mình đem ra bển thả luôn. Ờ vậy thôi chứ đẳng thôi. Sách thằng xé là không? Ồ dính một chùm luôn kìa. Còn dưới nữa đó. Ủa, cá nâu biết bự. Con cá nâu màu này với con cá nâu màu vàng kia con nào ngon hơn cha? Con thấy con cá nâu màu vàng cái thịt nó dạng như là chắc thịt hơn con cá nâu này nè. Kéo tiếp không? Tiếp đi lên. Mấy kilo. Quá trời luôn rồi. Con bự hết tiếng kìa. Con này bự quá ha. Cái này nó cả nùi luôn rồi. Quăng bấm một mình sẽ vô gõ tiếp nha. Con đâu
quá mà. Thả luôn không ta, bắt bán. Anh biết đã. Bán ăn cái một mẹ. Vậy là thả hết hả? Ví dụ không có lưới thì mình bắt sẽ biết nào lòi ra. Lâu. Mấy con cá bự này tính sao, có bán không hay là thả hết đây? Thả hết mẹ, nếu bắt bán một cái một. Ai biết à? Vậy là thả hết luôn à? Ém. Đây nè, mấy con này bự lắm nè. Ẩm. Gì đó. Ấy cha bắt con vô chiên sụ ăn. Mấy ngày hết. Con nào nấy chà bá. Hay biết. Chúng ta tiếp tục nữa nha mọi người. Quan sát tiếp nào. Ồ, đi từ đảng lại đây dính đường con nữa hả? Thank you.
Dạ ký đâu có 40-50 ngàn gì. Có mắc đâu. Cá giờ gì đâu ghê ghê. Tại tình hình là dịch bệnh cho nên là mọi thứ nó đều rẻ luôn. Ủa nãy giờ không thấy con cá chép nào nữa ta. Còn được bao nhiêu con nữa đây? Chục con nữa thôi. Chục con á. Không phải cá chép mà cá khác. Chúng ta sẽ quan sát tiếp nha. Rùa lưới vậy. Bốn con chưa? Rồi, chắc được nhiêu đó đó. Hết rồi đó. Ê, coi chừng giục con đó luôn. Kéo này nó còn hơn bắt cá thuốc nữa. Bắt cá thuốc đâu có gì đâu. Đứt tay à? Cái máy chém mà. Gõ nó sợ ý cũng chút xíu cũng đứt tay. Giờ năm nay nữa tới sổ ruộng muối là dữ lắm à. Mọi người muốn biết con cá măng đó hồi nãy làm chả như thế nào thì qua kênh người dân quê của mình xem nha. Còn mấy con cá chẽm này thì thả hết nha mọi người. Lúc trước thì gia đình mình cũng có làm vài con ăn, làm con nhỏ chứ không phải con bự đâu. Con bự này ăn hết đâu. Hình như còn con ngay chỗ đó vậy á. Gỡ con coi con không gỡ luôn cá luôn đi. Thả ra nha. Bơi đi đi.
đang bơi đi hết nha mọi người. Thì chắc cuối cùng chỉ có được bao nhiêu đó thôi nha mọi người. Thì cha mình đi gảo lại nãy giờ cũng chưa thấy con nào hết trơn. Và thôi, mọi người thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Và hãy qua kênh Người Dân Quê của mình ủng hộ kênh mới của mình nha. Và xem gia đình mình sẽ làm chả cá măng như thế nào nha mọi người. Và hẹn mọi người video tiếp theo nữa nha. Bye bye mọi người.